Xin biên chào quý vị khán giả và các bạn. Hôm nay em Thủy xin gửi đến quý vị khán giả và các bạn một cái mẫu nhà vườn mái Nhật 4 phòng ngủ mới nhất tại Thái Nguyên. Mẫu này thì một số lần em đã đưa lên trên kênh. Tuy nhiên, ngôi nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để vào ở. Đó, mẫu nhà vườn mái Nhật 4 phòng ngủ có diện tích mặt tiền là 21m và chiều sâu là 11m, công năng 4 phòng ngủ. Chi phí xây dựng từ 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 7. Các bạn đang chuẩn bị làm nhà, hãy cùng em tham khảo mẫu này ạ. Đó, như các bạn nhìn thấy một cái mẫu nhà vườn mái Nhật phong cách hiện đại. Bình thường thì những cái mẫu nhà vườn bên em tư vấn và thiết kế sẽ được thiết kế 5 bậc. Tuy nhiên ở đây thì khoảng sân khá hẹp và là ngôi nhà nghỉ dưỡng của bác chủ nhà. Bác đã tính toán đến cái tuổi 70-80 đi lại nó khó khăn, và đã quyết định là để 3 bậc. Đó. Nhiều bạn khán giả xem ở những cái clip trước đã chia sẻ là lên 5 bậc thì ngôi nhà sẽ đẹp hơn, sẽ hoành tráng hơn. Tuy nhiên ở đây là cái mong muốn của bác chủ già để có một cái khoảng sân rộng hơn, cũng như là sau về già chúng ta đi lại nó sẽ thuận lợi hơn cho chúng ta, thì bác đã quyết định để 3 bậc. Đó. Và cái cột sảnh của chúng ta là vuông 55, chiều rộng của hai cái tim cột là hơn 4m ạ, và chiều sâu là 2m sành. Và cái lối đi chúng ta hình dung là các bạn nhìn này, cái lối đi từ bên không gian bếp đó và đi không gian bếp sang đến hết cái không gian của cái toàn bộ của cái dãy nhà là được để dàn kính tạo cái lối đi khi chúng ta đi lại giải nghỉ ngơi trong những ngày nghỉ ngơi. Đó, đó là cái phong cách riêng của ngôi nhà này. Và bên cái sảnh phụ này, cái sảnh phụ bếp này thì được tạo hai cái cột giả sâu vào bên trong để cái sảnh tạo cái độ sảnh thoáng hơn. Đó, và cái vị trí các bác thợ đang làm bên kia đó là còn một chút nữa thì đó khu sân ướt bếp phụ của cái sân ướt của cái nhà bếp. Đó, và vị trí nhà xe thì được thiết kế ở đây. Giờ mời các bạn cùng em đi vào thăm không gian bên trong. Không gian bên trong của ngôi nhà này thì bác đầu tư khá kỹ. Bác phun gỗ, phun gỗ từ ốp tường, trần, trong các phòng ngủ, các phòng khách, phòng thờ đều được ốp gỗ. Đó. Và nếu bình thường chúng ta xây bình thường thì ngôi nhà của chúng ta ở đây thì nó chỉ vào tầm 1,5 tỷ, 1,7 tỷ, trung bình 6 triệu một mét vuông. Thì bác ơi, giang ở đây để đầu tư tốt hơn. Đó, như các bạn nhìn thấy ạ. Phun gỗ đẹp không ạ? Đó, trung tâm của ngôi nhà, chính cung của ngôi nhà đó là khoảng trống lộ minh đường ạ. Sau cái khoảng trống lộ minh đường thì chúng ta đặt phòng thờ chính cung ở giữa ngôi nhà, đó tạo cái sự tâm linh tốt nhất cũng như là sinh khí tụ khí tốt nhất cho ngôi nhà. Đó là phòng thờ chính cung. Phòng thờ này của chúng ta có diện tích là 14 mét vuông. Và bác đã giật cấp 2 cấp lên. Đó, cái khi ở cái trên cái vị trí thờ đấy ạ. Em quay kỹ để các bạn hình dung tốt. Đó, là chúng ta xây cao hơn. Ở đây bác xây cao hơn 5 phân. Đó là không gian của cái phòng thờ ở chỗ này. Và hai cái quạt gió kia thì bác làm nó hơi xa một chút. Chúng ta chỉ cần để lỗ thông gió thôi. Chứ chúng ta không lên lắp quạt gió. Đó là không gian của phòng thờ. Và em quay từ trong sâu cái phòng thờ là chúng ta nhìn được. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là đẹp. Ngôi nhà, một ngôi nhà VIP nông thôn, ngôi nhà nghỉ dưỡng của tuổi xế chiều 50, tuổi 50 bác đã hoàn thiện ngôi nhà cho mình như vậy. Đây là cái không gian phòng khách được vay mượn với phòng thờ, với phòng ăn ở bên vị trí hướng tay em chỉ đây ạ. Và cái cửa phòng khách chúng ta được mở 4 cánh, 2 cánh nhỏ, 2 cánh to. Đó. Đi về vế qua cái vế phòng khách này thì chúng ta sang cái khu phòng ăn, phòng bếp. Khu phòng ăn của chúng ta, phòng ăn của chúng ta ở chỗ vị trí này. Nó còn một cái vách CNC ở đây nữa. Đó, khi hoàn thiện xong thì sẽ có một cái vách CNC ở đây. Phòng ăn của chúng ta sẽ ở cái vị trí hướng tay em chỉ đó. Đây là cái vị trí phòng ăn.
Và cái phòng bếp bác có một cái tách rời kia nha. Cái vị trí phòng bếp thì bác đẩy tụt vào trong này. Cái vị trí phòng ăn phòng bếp thì bác đẩy cái vị trí phòng bếp bác đẩy tụt vào trong này. Tuy nhiên vẫn tạo đủ độ thông thoáng khi trong chúng ta nấu nướng ở đây. Đó, được mở một cửa phụ là và hai cửa sổ hai bên. Còn một chút đất nữa thì khu này qua cái cửa này thì nó là khu sân ướt. Em Thủy xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem những cái chia sẻ của em. Các bạn đang chuẩn bị làm nhà, quan tâm đến nhiều mẫu nhà đẹp, quan tâm đến tư vấn, quan tâm đến thiết kế, xin hãy gọi điện 0974427638. Em sẽ cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Tân Nhiên đến giúp quý vị khán giả và các bạn hoàn thành ngôi nhà đẹp, tiết kiệm chi phí, tối ưu không gian, đẹp phong thủy. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Và mời các bạn cùng em đi tiếp về cái vế bên phải này. Vế bên phải của ngôi nhà thì chúng ta được thiết kế 3 phòng ngủ nữa. Hai cái phòng ngủ vế trong này là mỗi phòng ngủ của chúng ta đều có diện tích là 16m2 ạ. Đó. Phòng ngủ thứ 3 đây ạ, là có thứ hai này là có 16m2. Phòng ngủ thứ 3 đây ạ. Và cuối dãy bình thường thì chúng ta ở cái nối hành lang này thì chúng ta mở mấy cửa ở phụ ở đây. Tuy nhiên trong mảnh đất của nhà bác Giang thì nó đã cạn đất rồi. Chúng ta mở một cửa sổ nhỏ đó để tạo cái độ thông thoáng, và bên cạnh đó chúng ta tiết kiệm lại để một chút để làm cái lavabo rửa mặt ở đây. Tiếp theo là cái vệ sinh chung của ngôi nhà. Đó, vệ sinh chung của ngôi nhà chúng ta đặt ở đây và được mở một cái cửa thông gió, ngoài cái cửa hút gió và quạt hút gió còn cái cửa thông gió ở trên này. Phòng ngủ thứ tư cũng là phòng này, là phòng ngủ master của vợ chồng nhà bác. Phòng này thì có diện tích là 18m2. Các bạn nhìn thấy có đẹp không ạ? Full gỗ và một cái cửa sổ to bốn cạnh mở nhìn về cái view đằng trước của ngôi nhà. Và không tính vệ sinh khép kín của ngôi nhà, cái phòng này. Phòng này 18m2 không tính WC. Em xin review lại một chút nữa cái mặt tiền cũng như toàn bộ cái không gian của ngôi nhà để quý vị khán giả và các bạn cùng tham khảo. Ngôi nhà phun gỗ đẹp. Trong cái chia sẻ này thì bác chủ nhà vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị vào nhà ở. Rất mong các bạn thông cảm. Trên video nó có sẽ có những cái tiếng ồn hoặc là vật liệu, đồ dùng kê gọn chưa gọn gàng. Rất mong các bạn thông cảm. Trong cái chia sẻ này em Thủy xin được kết thúc tại đây ạ. Xin chào và hẹn các bạn ở một cái chia sẻ lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.